Rồi hello, mình chào tất cả các anh em ha. Thì hôm nay mình vừa hoàn thành xong ba cái con máy anh em. Thì ba con máy thì hai con lạnh, một con 60D và một con 40D và một con 16 feet nhỏ chạy bấm bít hai chế độ chiên thiền một giờ anh em. Thì hai con máy kéo cáp và một con máy nóng. Thì đây để mình test cái con 60D cho anh em xem ha. Đây là con máy 60D mình đang test anh em, chạy 3 biến áp E55 và một con 40D chạy 2 biến áp E55 anh em, và một con 16 feet nhỏ chạy bấm bít 2 chế độ chiên thiền 1 giờ. Thì các anh em nào xài thì các anh em cứ liên hệ cho mình ha. Rồi chào anh em ha.